Tôi hay lên là cái mạch nó máu nó lên á, nó là mệt á, tôi xỉu. Cái giò nó giật giật nè, cậu thấy không? Dạ. Nhức quá chịu không nổi. Hai dạ, lành hết rồi mà. Đó, nó lóc hết á mà nó nhức lắm. Dạ. Tối nó lạnh nhức lắm, nó nhức trong xương á. Dạ. Rồi nó đắp lên da đầu lột hai lần luôn á. Ừ. Đắp lên da đầu, rồi nó đắp lên lỗ tai không được, nó lột trở ra, gắn không được. Da nó chết rồi. Dạ. Ở đó nó đẹp người lắm anh ba. Đó nha. Đẹp. Ở đây cô có sống mất lòng ai không cô? Mất lòng nhiều người lắm. Vậy sao vậy cô? BB xin chào cô chú anh chị và quý vị. Hiện tại BB đang có mặt ở đường Ngô Đức Kế. Hôm nay thì quý vị cũng có đề cập về câu chuyện của người phụ nữ bị mất hết tóc và có nhiều nghi vấn về cô. Cho nên BB đã liên hệ đến cô để tìm hiểu nguyên nhân thật hư về câu chuyện này. Không biết là cô ở đâu nữa. Cô cũng bị cái đau chân cả nhà. Chú ơi, cho cháu hỏi là ở đây có cô nào mà bị trọc cái đầu tóc không chú? Bị mất hết đầu tóc quá. Mà hay đi xin tiền ở ngồi phòng vận động hả chú? Sao nè, cút làm sao đi kia hãy hỏi nhà bà Nga. Nga đó em. Nga ra chồng ta. Đúng rồi. Đi vô đây nè. Dựng xe đợi. Cô ơi, cho cháu hỏi một tí. Tại vì ở đây có nhiều cô chú gọi cho con á. Họ cũng thắc mắc về cái người phụ nữ này. Họ kêu là không phải vậy đâu, là như thế nào. Cô có thể cho con biết được không ạ? Là hàng xóm ở đây cô lâu chưa cô ạ? Ở đây từ đó giờ, từ hôm mà lúc mà ông bà còn đẹp người luôn á. À, còn đẹp người luôn. Còn đẹp người á, nó đi làm bên cái hãng dệt, hãng gì quên mẹ. Bữa bà kể là bị cái trục cuốn vô. Cuốn cái gì luôn á. Dạ. Ở đó nó đẹp người lắm á anh ba. Đó nha. Ở đây cô có sống mất lòng ai không cô? Mất lòng nhiều người lắm. Vậy sao vậy cô? Mất dạy. Mất dạy. Nó nghĩ là lầu trọc không ai hay gì. Dạ. Dạ xin giúp bà. Con tại vì thấy cổ cũng già lớn tuổi rồi mà có đứa nhỏ, nó con muốn giúp đứa nhỏ. Nó đi học này kia. Đứa nào cũng mất dạy hết. Sống mất dạy. Ờ. Ở kế bên nhà luôn. Kế bên nhà cô luôn hả? Ừ, nè, kế bên luôn nè. Cô có thể nói rõ nguyên nhân tại sao không cô? Thôi, phức tạp lắm. Phức tạp lắm hả? Đi cờ bạc, đi lấy tiền chứ cờ bạc không à. Ờ. Ở kế nhà luôn á. Dạ. Đây được hẻm quẹo vô nhà cô trước, rồi cách căn là tới nhà bà. Thì bà muốn. Vậy bây giờ vẫn còn cô, tại vì thì nếu mà... Con né, con chậm á. Ý là trước đây hồi như vậy, hồi thấy sai rồi, có quay đầu không cô? Càng mất dạy hơn, thôi. Đây chữa lộn quýnh hả, chữa bậy đó. À. Nhiều người hả, ta thấy vậy ta không có giúp. Cũng dạ. Có một hai người giúp có. Cũng có rồi đúng không cô? Có. Thấy tội quá, thấy cái đầu tóc mất hết trơn, tội quá. Tội mà trong cái tội đó trời ơi bao lô dữ lắm má ơi. Thôi. Đừng. Nói nghe tội lỗi, mình nói tốt ta không nói, nói xấu quá không mà nhưng mà nói trong sự thật. Tại nay người ngộ, nói trong sự thật. Thì cái nhà gia đình hả gì lắm. Mất dạy lắm, gia đình toàn phức tạp không? Dạ. Nói ra chữ bậy chữ tục chữ tùm lum ta làm thôi đừng. Không thì chị đây là người đàng hoàng nhất, không bao giờ nói bậy, nói đúng không, không bao giờ nói bậy. Dạ. Con tính ghé vào thăm thì thử. Đi vô thăm đi, đi vô. Dạ, trong ở trong không cô? Trong đây hả? Chỉ đó nhà cô đây nè. Dạ. Dựng xe đây, gỡ đây xe đi. Để dạ. Chú cho quẹo này con. Rồi, để con tắt máy. Đây cả nhà. À, thì sống môi trường nào thì môi trường nào thì thích nghi vào trường đó. Khổ à. Ở trong này không trong chung nghỉ địa luôn rồi cô. Thì hôm nay con đến đây con cũng muốn cái tìm một cái hướng nào đó giúp đỡ cho bé Ân, con trai của cô. Cậu giúp tôi rồi sao cũng được hết chứ giờ tôi không biết nói gì hơn. Giờ nói không biết gì. Nói. Giờ cậu giúp cho tôi là tôi cảm ơn cậu lắm. Dạ. Yeah. Với cả hết cả gia thế giới cứu giúp đỡ cho mẹ con. Cho có tiền đi để nuôi con. Chứ giờ khổ quá. Chứ đi kiếm tiền nuôi con từ nhỏ lớn giờ chứ ai nuôi giờ. Một mẹ một con à. Sống có một mẹ một con ở chung với nhỏ cháu. Mà nó mạnh ai nó sống thôi. Chứ giờ tiền đâu mà nuôi con cậu.
giờ có bề gì không có ai nuôi con mình đó. Hỏi cậu khổ quá thì phải đi cầm tờ giấy số với người ta thương Thảo người ta cho. Cậu có bán giấy số không? Cầm 5 tờ 10 tờ vậy đó cậu, đâu có tiền đâu mà cầm nhiều cậu. Đó, bữa nay đi được có 50 ngàn đi về. Tôi bệnh quá, tôi trúng gió tôi đi về. Nó làm mệt á. Nó yếu lắm. Coi gì chứ yếu, sống để nuôi con ngày nào hay ngày nấy cậu ơi. Giờ không biết gì hơn. Đây cả nhà, đây là cô Nga, là cô mà không may mắn bị một cái máy dệt cúng đầu hết đầu tóc. Dạ. Và cô đã một mình, một thân nuôi con trai. Thì quý khán giả cũng rất là tò mò khi mà cô về câu chuyện tình cảm của cô. Tại sao mà cô có một đứa con trai? Nhưng tại sao mà người đàn ông đó lại bỏ cô hả? Rồi hồi đó còn con gái, rồi cũng bán khoai lang, chú sáp. Rồi khổ quá, không có tiền nuôi nổi, không có tiền đóng tiền nhà. Lúc đó cô bị cái đầu tóc này chưa? Bị rồi nó lấy tôi rồi nó bỏ. Rồi tôi phải ôm con nuôi mà bán khoai lang, không có đủ sống nuôi con. Với không có tiền đóng tiền nhà, tháng 1.9 triệu điện nước luôn. Giờ phải đi kiếm tiền để nuôi con. Chứ giờ sao xin đồng nào ai thương Thảo thì ta cho, mua tờ giấy số ta cho. Giờ cứ không có làm gì ra tiền hết. Một mẹ một con mà ở thôi, rồi lỡ người ta đuổi không có tiền nhà ở. Đó, ở chung với nhỏ cháu ké như đó, đứa 1.9 triệu. Đó, giờ đó, thằng sắp tới thì... Là cháu cô là mới gì đi nhỏ nãy nó ra đó. Nhỏ kêu đừng trực là đó. Cháu ruột hay cháu gì? Cháu ruột, mà không phải là ý là cháu ruột. Từ hồi xưa đó, đẻ ra, mà ba mẹ đẻ ra, bỏ đi rồi. Mà, bà ngoại á, bà già, bà lụm, bà già, bà nuôi. Nuôi hồi nhỏ lớn giờ. Giờ cha mẹ già nuôi chết rồi, sống một mình, một mẹ, một con. Ở tùm lum, ở có tiền nhà thì ở, không có tiền nhà thì đi mướn chỗ khác ở. Chứ không có đâu có tiền là lấy gì sống cậu. Tôi đi sinh đây rồi 14 năm rồi. 14 năm tôi rồi. Cũng khổ quá, đi bắt mấy lần. Giờ tôi cũng sợ nuôi con. Sợ sao? Sợ người ta bắt rồi không ai nuôi con mình, rồi con mình nó ở đâu. Có tiền. Sao cô không đi bán giấy số gì? Là... Thì có cầm giấy số theo. Thì cầm mấy tờ vậy đó cậu. Rồi có khi ở bên quận 8 á. Có lường gạt tôi hết 130 vé. Hồi xưa tôi bồng thằng nhóc này đi nè. Hồi đó còn nhỏ mà. Cái chợ nào ai cũng biết hết. Thấy gì á, hoàn cảnh á, ta thương. Rồi cho tôi tiền, trả tiền giấy số. Rồi tôi về tôi trả người ta. Tôi không dám cầm. Giờ cầm 10 tờ, 5 tờ như vậy á. Tôi kiếm tiền nuôi con. Ai thơm Thảo người ta mua 5 tờ, 2 tờ ta cho. Chứ tôi không có làm gì ra được hết. Nuôi con hết. Đi lạc. Mà không ai muốn đâu. Đã thấy độc quyền thì ai mà muốn đã điếc nữa. Không có nghe đâu. Con nói con nghe mà đâu phải điếc đâu. Không, điếc lắm. Có điếc lắm cậu ơi, hả hoài à. Cô cũng nghe con nói gì mà. Cậu nói gì? Cô cũng nghe con nói mà. Có nghe được cái nghe được cái không nghe được cậu ơi. Nó bùng bùng cái lỗ tai thì như này nè. Nó đau đêm nó lạnh nó. Trời ơi cái ngày nuôi em nó lạnh mà nó nhức kiểu không nổi luôn. Phải uống thuốc vô, cầm cự, nó giật cái giò nè. Trời ơi, nó làm cái giò tôi đau quá, chứ không nổi, nó đi hỏi, cũng sụm luôn á. Đó, giờ tôi khổ quá, tôi đi đầu này, đi đầu kia, tôi kiếm tiền với con, chứ sao nổi cậu. Không ai mướn đâu, tôi khổ lắm. Giờ ở chung với nhỏ cháu, mà nhỏ cháu nó đi làm cho người ta. Chứ nó ngày nó đi làm, ngày nó nghỉ. Nếu hỏi cậu có một mẹ một con mà ai nuôi đâu. Đó sống vậy đó. Em thương nhà 3.9 triệu một đứa 1.9 triệu. 3.9 triệu sao ở phòng trọ gì 3.9 triệu? Ở trong trọ đây cao nhất 2.5 triệu chứ sao 3.9 triệu? 3.9 triệu đứa 1.9 triệu. Là nó 1.9 triệu tôi 1.9 triệu gì đó cậu. Rồi, cậu hỏi hết đây cũng 4 triệu nè, đây 3.9 triệu á. Đó ở đâu cũng mướn vậy đó. Chứ tiền mướn đâu tùy cậu. Giờ có một mẹ sợ con nó đi bậy bạ nghe lời người ta, hiểu không? Chết luôn á. Giờ suối kêu nó ở nhà. Mẹ đi làm về có gì ăn nấy. Chứ có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Với gạo người ta cho đó cậu. Để ăn. Đó, giờ hỏi cậu lấy gì sống đây cậu. Khổ quá đi cậu ơi.
rồi của cậu xin chờ Phật cho tụi mẹ con mạnh giỏi rồi được rồi cậu. Tôi trả ba cái đồng nợ là tôi thiệt, tôi sống nuôi con tôi. Ừ. Buôn bán hả gì? Bây giờ nó lớn rồi còn gì nuôi dạ. nữa. Giờ hỏi cậu đi làm mà người ta nói 14 tuổi người ta nói lợi dụng nít hàng bánh cho không cho nó làm. Ừ. Đó rồi nó mới nghỉ đó. Chứ nó cũng phụ, nó làm được có 1 tháng anh Hà là nó nghỉ rồi. Con liên hệ bên phường thì bên phường nói cô là trước đây cô dẫn bé đi sinh từ nhỏ. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thì phường cũng nói con rằng trước đây cô sinh xong cô về quýnh bài nữa. Không, hồi xưa hồi con gái. Không, hồi con gái gì hồi đẻ cũ ra luôn. Không, không có đâu. Tôi nói sao cậu hết hỏi đó, tôi không bao giờ. Giờ sống sao tôi nói vậy, tôi không có nói xin mới bớt. Hồi xưa có quýnh bài thiệt. Hồi tôi còn chưa có bị đầu này, tôi còn hồi nhỏ lớn rồi, con tôi lớn rồi, nó không có đấy đâu. Giờ lấy cái gì mà sống cậu. Hồi xưa tôi có sao tôi nói vậy, tôi không nói thêm nói bớt. Có quýnh bài, quýnh đề hồi có sao tôi nói vậy, hồi đó giờ tôi tu rồi, tôi không có dám nữa. Giờ bị này sao mà dám tiền đâu mà nuôi con cậu. Có, tôi nói sao nuôi vậy, tôi không có nói thêm nói bớt đâu. Đi làm sống ở đây hỏi bao nhiêu người biết hết á. Bây giờ tôi nuôi con, chứ đâu có quýnh bài cờ bạc gì nữa. Là cô bỏ từ lâu rồi. Là cô bỏ từ lâu rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi giờ tôi có, tôi không có giấu giếm, tôi cũng kể thật sự cậu. Tôi không nói láo, nói thêm nói bớt. Tôi mang tội, tôi đã tu rồi, tôi đã không bao giờ tôi nói thêm nói bớt cậu. Con tôi năm nay con cũng 14 tuổi rồi cậu. Hồi xưa, hồi lúc tôi chưa bị đầu, tôi chơi bời rồi có, sao tôi buôn bán giỏi lắm. Tôi bán kim chỉ nè, đủ hết, trùm lum hết. Giờ tôi bị tai nạn này, tôi bưng không nổi, bị giấc mộ quá. Nó trắng vô bụng, đi không được. Cô chú hàng xóm đây cũng có kể lại quá khứ của cô một tí. Dạ. Thì con có nghe. Có sao nói vậy tôi không có nói hồi xưa thì vâng. Tôi có chơi. Nhưng mà hiện tại bây giờ có con hay không? Dạ hết rồi, tu rồi. Tu rồi đúng không? Đã tôi đi làm ăn, tôi đã đi sức cái thân tôi vậy đi kiếm từ đồng từ cắt về mà tôi cờ bả nói sao cậu không có đâu. Ừ. Không bao giờ đâu cậu. Tôi đã nói họ tôi có Phật rồi, bữa nay là 11. Không nói thiệt nữa bất là cậu. Tôi có sao tôi nói không, tôi cũng kể cậu thật sự không, cậu tôi sợ công an cậu bắt tôi cũng kể thật sự, tôi đưa giấy tờ đàng hoàng, tôi cũng chờ dân chừng kiến đàng hoàng, phường 12 quận Bình Thạnh, phường 9, phường 12 quận Tý, số nhà 30. Tôi cũng kể cậu thật sự, tôi không có nói thêm nói bớt đâu cậu. Năm nay là tôi 56 tuổi, tôi không nói thêm đâu cậu, thiệt có sao tôi nói vậy. Giờ ráng làm để thu công tôi cho nó có nghề, nó đi học đi sửa xe người ta cũng được. Hồi xưa nhỏ ló tôi đẻ ra là tôi đã bồng đi sinh rồi nữa cậu. Đúng rồi, lúc cha đó mẹ tôi khổ quá rồi. Cha mẹ tôi chết rồi đâu có ai đâu cậu. Hồi xưa tôi bồng nó, năm nay tôi đi 14 năm rồi đó. Tôi bồng hồi nhỏ lớn giờ rồi nó lớn rồi thôi, giờ tự động tôi đi làm tôi nuôi con tôi, chợ nào ai cũng biết thương tôi đó. Thấy như vậy không có nói láo, người ta tưởng là tôi á bắt con nít để giả tạo đặng này nọ, không thật sự không có. Người ta thấy đem giấy tờ ra hộ khẩu xanh sao, cây xanh sao, con tôi có đầy đủ hết, người ta mới đúng thật sự bà này không có nói thêm nói bớt, đúng như vậy luôn á. Đi quận 8, quận 9, quận 10 đi trùm lum chợ hết á. Giờ tôi không có ai, ai cũng đều biết hết. Giờ con ta hỏi con đâu, nó con trai giờ nó lớn rồi, nó ở nhà nó nấu cơm nấu nước. Ờ đi vậy khỏe rồi, thôi kệ nó cho ráng lớn lên để nuôi bà. 4 năm rồi, ráng dạ. Được 4-5 năm nữa là được rồi. Dạ. Là lúc đó có sức khỏe đi làm được dạ. Rồi. Dạ, rồi đó cho nó đi làm kiếm việc làm nó. Bây giờ này chưa có bắt nó đi làm được đâu, nó chưa tới độ tuổi. Chưa được đâu cậu, người ta không cho. Ừ. Người ta nói lựa sức con nít cho nó đi làm hẳn bánh người ta đó, 1,5 triệu. Mà người ta nói thôi, người ta công an người ta vô, người ta nói lừa nít, sức khỏe con nít. Ừ. Người ta mới nghỉ cho nó nghỉ á, chứ nó mới 14 tuổi à. Và suốt thời gian qua thì cô đã một mình cô mẹ đơn thân nuôi con. Với đầu tóc mình là bây giờ mình đi sinh chỗ nào cũng không nhận hay sao? Không ai đâu, ta thấy. Có khi á, đi làm ta thấy đội khăn người ta ghê. Cứ đội cái khăn á, người ta ghê, người ta sợ. Rồi như cậu thấy thì cậu đâu dám lại ăn uống người ta. Con đâu có sợ đâu. Ý tôi nói cậu hiểu không? Ừ. Người ta lại bàn, lại ăn, người ta thấy tôi đội khăn nhỏ. Cậu là nhà ấy đi,
cổ thấy như vậy không dám, hiểu không? Còn tôi mướn không ai mướn đâu. Thì tôi hay xỉu lắm. Tôi hay lên làm cái mạnh nó máu nó lên á. Nó làm mệt á, tôi xỉu. Cái giò nó giật giật nè. Cậu thấy không? Dạ. Nhức quá chịu không nổi. Hai dạ, nó lành hết rồi mà. Đó, nó lóc hết á mà nó nhức lắm. Dạ. Tối nó lạnh nhức lắm. Nó nhức trong xương á. Dạ. Rồi nó đắp lên da đầu lột hai lần luôn á. Ừ. Đắp lên da đầu. Rồi nó đắp lên lỗ tai không được, nó lột trở ra, gắn không được. Da nó chết rồi. Là con còn lại. Đây cả nhà, đây là cái đầu của cô. Bây giờ là nó cứ bong bong cái vảy tróc lên nè cô hả? Ờ, tróc hết đó, da đầu á. Đây giờ con gái chảy máu luôn rồi. Tróc lên hết da đầu luôn nè. Còn mắt của cô bậm nước, rồi sao cô dán cái này là gì, đau đầu quá hả? Nó đau quá, nó đau quá, chịu không nổi cậu ơi. Nhức đầu quá. Đây cả nhà, cái mắt của cô là giờ nó là cũng bị bọng nước luôn. Dạ. Bữa hôm trước nó to hơn, bữa nay nó xẹp bớt rồi đó. Xẹp quá, tôi động á. Dạ. Chụp xuống chảy nước, tôi lấy nước ấy rồi tôi xức nó lên. Để nó vậy nó nhiễm trùng sao? À, không. Xức nước rửa đó cậu. Xức nước rửa đó, sợ nó nhiễm trùng. Phải xức đi cậu. Dạ. Xức nó ngứa ấy gãi gãi chảy máu nhiễm trùng sao cậu? Trời ơi. Đó, nó sợ nó nhiễm trùng á, phải xức chứ. Rồi thì con cũng đến đây nhiều cái câu chuyện mà xảy ra khi mà con quay đăng cô lên thì con người này rất là thương, có rất là nhiều người thương cô và trong một số người thương cô thì có vài người họ lên án về việc của cô về quá khứ, nhưng con nghĩ rằng là quá khứ nó không quan trọng, quan trọng nhất hiện tại bây giờ thì cô cũng đã lo cho bé nó lớn tới hiện tại bây giờ rồi. Cô đã trải qua rất là nhiều câu chuyện gọi là bi thương. Con hy vọng là đó là cái điều là gọi là nghiệp của trước kiếp trước mình đã bị như vậy, mình phải chịu. Bây giờ thì thôi, mình đã biết được rồi, mình nên tu hành lại. Yeah. Nha, dừng chân lại rồi ráng nuôi con cô vài năm nữa. Yeah. Thì có việc làm nó kiếm việc làm nuôi cho nha. Làm nuôi. Bây giờ cô dẫn con vô thăm bé Ân một tí cho cả nhà xem. Chú đây, Ân đây con. Con là 14 tuổi hả? Dạ. Bây giờ cứ ở nhà phụ nấu cơm với mẹ vậy hả? Dạ. Nhà. Đây cả nhà. Cô chuyện đàng hoàng con. Cô có thờ Phật. Phật để cô cầu nguyện. Thích Ca cả nhà. Dạ. Rồi bây giờ con cứ ở nhà con phụ xong, hồi trước đang làm bánh gì Ân? Bánh ở ngoài tiệm bánh. Con ra đây nói chuyện với chú tí nè. Bánh bông lan được chú, bánh pizza nữa. À, làm đó ổn không sao nghỉ? Dạ ổn mà, tại ông được tuổi rồi ông mang vô kiểm tra. À, thôi kệ, ráng vài năm ở phụ mẹ nấu cơm, mẹ kiếm vài đồng về nuôi nha. Dạ. Nguyện vọng lớn nhất của con là gì? Anh có thể nói với cô chú anh chị khán giả biết được không? Dạ, mẹ con khỏe mạnh nuôi con với hồi. Ừ, muốn khỏe mạnh nuôi con thôi à? Dạ, con lớn mẹ con làm, con nuôi mẹ con. Cố gắng nha con. Dạ. Rồi. Thôi thì bây giờ thì con cũng xin phép cô cũng về. Dạ. Rồi cảm ơn cô ạ. À. Chào cô. Thì hiện tại bây giờ Bibi cũng chưa biết đâu mới là sự thật. Thật sự là bây giờ nhìn cô thì khá là tội, nhưng mà cái quá khứ thì nó không được tốt cho mấy. Em ơi, quậy lắm á. Quậy lắm rồi chú. Quậy lắm á. Có tiếng ở bên không á? Có tiếng ở trong này luôn rồi cô ạ. Trời ơi, dữ lắm á. Dạ. Bây giờ vẫn còn luôn rồi chú hả? Bây giờ vẫn còn không chú? Vẫn còn luôn hả? Dạ. Cái khoảng thời gian mà Bibi đăng tải video của cô lên đến hiện tại, đến thời điểm bây giờ thì Bibi nhận được rất nhiều cuộc gọi đề nghị tại sao không đưa địa chỉ cho khán giả xem, cũng như không giúp đỡ cho cô, trong khi đó Bibi lại giúp đỡ những hoàn cảnh khác. Nhân tiện đây thì Bibi cũng tiết lộ cả nhà xem là lúc mà Bibi quay cô xong, Bibi đi tìm hiểu thì sự thật nó quá đáng cay, nó không có như Bibi hình dung và tưởng tượng, cho nên là Bibi không thể giúp và không đưa rỉ lên được. Cả nhà cũng thông cảm Bibi với ạ. Bibi không hề muốn đăng video này lên, nhưng mà Bibi muốn dùng số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước nó đúng nơi đúng chỗ, chứ không có phải là gặp ai cũng phải giúp, gặp ai cũng phải đưa tiền. Tôi nghĩ rằng
đối với Bi thì Bi không làm được như vậy. Bi tìm hiểu thật kỹ hoàn cảnh nó như thế nào. Quá khứ đúng, chúng ta sẽ không quan trọng về quá khứ, nhưng mà cái quá khứ của họ với hiện tại họ vẫn y chang vậy, họ không thay đổi thì mình phải dừng lại, chứ không thể là giúp cho họ, giúp họ cũng không thay đổi được gì cả. Cho nên là mong rằng quý vị có thể thông cảm với điều này của Bi. Trong cái đoạn video có lời nào đó sai sót thì mong quý vị bỏ qua cho Bi, và Bi sẽ cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo và chính xác nhất có thể. Và video đến đây là xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.